Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 63: Vật trong bụng. Vọng Đình Sơn Trang yên tĩnh 78 ngày, tuy ngày nào cũng có nhiều người ra vào đình viện truyền tin tức, nhưng không ai tìm ra tung tích của Thẩm Lang Hồn và Đường Lệ Tư. Phổ Thúy cứ đinh ninh hai người nhất định đi chung với nhau, nhưng thám tử cha tới cha lui mà không ai gặp người đàn ông có hình xăm rắn đỏ chúng bắt được nhiều người bị thương ở bụng nhưng vẫn không thấy đường lệ từ những thôn trấn lân cận đều lục soát vài lần cũng chưa ai gặp đối tượng khả nghi giống như miêu tả dường như thẩm lang hồn và đường lệ từ đã biến mất trong làn khói kia vậy không hề lưu lại dấu vết nào để tìm ra ngày đông lạnh lẽo dạo gần đây trời đổ mưa tuyết đến hôm nay cuối cùng cũng tạnh Đường lệ từ đã nghỉ ngơi trong căn nhà dân ở dìa trấn được 7-8 ngày, chủ ngôi nhà nhận ngân phiếu một ngàn lượng bạc của y, vui vẻ nấp trong hầm, cả ngày không nói câu nào, chẳng thèm để tâm đến những chuyện xảy ra trên đầu. Đường lệ từ không thoa phấn lên mặt ba người kia, y chỉ dạy họ sơ sơ về thủ pháp hóa trang. Họ tự thoa một ít muội than và lòng trắng trứng lên mặt mình, khiến gương mặt thanh tú trở nên âm u sâu xí, bôi thêm chút son dưới mắt làm đôi mắt sưng đỏ lên tuy không điêu luyện được như đường lệ từ nhưng trông đã khác xa dung mạo ban đầu đường lệ từ thoa một lớp phấn mỏng lên mặt mình giả làm phụ nữ a thủy quấn băng cầm máu lên vết thương trên bụng y để tránh bị người ta phát hiện ra vết thương này nàng dứt khoát quấn nhiều lớp vải quanh eo y giả làm phụ nữ mang thai màu tóc kia nổi bần bật a thủy lấy nghiên mực ra bôi lên mái tóc bạc đã buộc lại nhuộm thành màu đen trên búi tóc lại bọc bằng dây sẫm màu, che đi màu tóc kỳ lạ kia. Phụng Phụng cả ngày bò trên giường của đường lệ tư, đường lệ tư ngồi dựa vào đầu giường thì Phụng Phụng bò dưới cuối giường, vùi đầu vào chăn nệm, quay mông về phía y. Phần lớn thời gian đường lệ tư cũng phớt lờ nó, có đôi khi tiết trời lạnh giá, Phụng Phụng tê buốt run rẩy, y sẽ đắp chăn cho nó. Nhưng ngư vừa đưa tay ra Phụng Phụng đã khóc quà lên, cứ như bị y đánh một trận đau cuộc sống như thế trôi qua bảy tám ngày, vết thương trên bụng đường lệ từ dần lành miệng. A à, Thủy vài ngày lại đổi thuốc cho y, tuy miệng vết thương rất mau lành, nhưng trong lòng nàng lại chẳng hề vui vẻ. Nhát dao của thầm lang hồn đâm rất sâu, hơn nữa còn trồng lên hai vết thương cũ trên bụng y, xé rách sẹo cũ. Miệng vết thương rất lớn, gần như thấy rõ nội tạng bên dưới. Lần đầu tiên bôi thuốc cho y, Nàng mơ hồ thấy sâu trong bụng có một thứ máu thịt lẫn lộn, đó hẳn là trái tim Phương Chu. Nhưng, liếc nhìn qua, nàng cảm thấy vật kia không giống tim người. Là một khối tròn, rất xui xẻo, rất đáng sợ. Tim người chôn trong bụng, trải qua mấy năm rốt cuộc sẽ biến thành thứ gì? Vẫn còn là tim sao? Nàng không có cơ hội ngắm nó cẩn thận thêm lần nữa, vết thương của đường lệ từ rất nhanh lành, đến ngày thứ tám đã đóng vảy rất tốt. Trong lúc dưỡng thương, đường lệ từ ngồi trên giường đọc sách, nàng không hiểu sao y còn đọc mấy loại sách như tam tự kinh, thiên tự văn. Đường lệ từ đọc rất chậm, có khi dưới ánh nến tàn, ngoài cửa sổ là mưa tuyết là tả rơi, cái bóng của quyển sách kia in lên gương mặt đẹp đẽ của y. Dường như có một thứ gì đó dịu dàng quấn quýt nơi ánh đèn và trong tiếng tuyết rơi. Lâm Bồ là thư sinh Nguyên bác, thảo về kinh sách, nhưng Đường Lệ từ không hề nói chuyện sách vở hay thơ ca với hắn. Khi đọc sách y chỉ có một mình, không trò chuyện với bất kỳ ai, cũng không nói ra bất cứ quan điểm nào. Ngồi tựa vào giường, y nhìn đăm đăm vào một trang sách rất lâu, sau đó chậm chậm lật một trang, lại đọc rất lâu. Những lúc như thế này, tâm tình y hẳn là rất bình tĩnh. Dù không ai biết rốt cuộc y đang nghĩ gì, nhưng đúng là rất bình tĩnh. Ngày Đông Quang Đảng bầu trời cao rộng, có tiếng cửa kêu kèn kẹt, Mọc Đoàn Nhi mua thức ăn trở về, thấy trong nhà yên ả tĩnh mịch thì le lưỡi rồi lặng lẽ ló đầu vào trong. Đường lệ từ ngồi tựa trên giường đọc sách, hôm nay y không cải trang thành nữ. A à, Thủy chống cằm ngồi trên băng ghế dưới bếp, ngẩn ngơ nhìn bếp lò đã cọ rửa sạch sẽ. Phụng Phụng ngồi trên giường đường lệ từ, nghiêm túc ngắm nhìn hai con bọ đang bay lượn trên trần nhà. Ưm, ưm, ưm. Phụng Phụng thấy Ngọc Đoàn Nhi trở lại, bèn chỉ tay lên con bọ đang bay trên trần nhà. Ê à! Ngọc Đoàn Nhi bước vào cửa, nàng vừa vung tay lên, hai con bọ kia đã lập tức rơi xuống. Phụng Phụng bật cười bò về phía nàng, hết chỉ xuống đất lại chỉ lên tường, cái miệng nhỏ non mềm dầu ra. Hơ hơ! Đôi mắt xinh đẹp mở to. Vu vu vu! Ngọc Đoàn Nhi thấy nó dổ môi chỉ trỏ, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhưng không biết đang nói gì phụng phụng bò qua túm lấy tay áo nàng ê a à, 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 à. ngươi có e a à cả trăm lần ta cũng không hiểu ngươi đang nói gì ngọc đoàn nhi nheo má nó cặp má trẻ con hồng hào mỉm mỉm cực kỳ đáng yêu nhưng nàng vừa đưa tay ra chạm vào mặt nó phụng phụng đã ngoảnh lại cắn nàng một cái mặt mũi buồn thiêu lại chui vào trốn trong chăn á à. ngọc đoàn nhi xoa mờ u bàn tay còn biết cắn người Đường lệ từ lật một trang sách, thong thả nói. Nó bảo cô đập chết nhện con trên tường dưới đất. Ngọc Đoàn Nhi trợn mắt nhìn y. Người biết nó nói gì, thế sao không đập đi? Đường lệ từ gấp sách lại. Cô đập giúp nó một lần, ngày mai cô không giúp nữa thì nó sẽ khóc. Y đặt tay lên chăn, tấm chăn kia xanh màu nước, tôn lên bàn tay đường lệ từ trắng ngần như ngọc. Cô có thể giúp nó đập nhện mọi nơi mọi lúc không? Ngọc Đoàn Nhi nghiêng đầu nhìn y. Ngươi thật độc ác, hồi nhỏ mẹ ngươi nhất định không thương ngươi." Đường Lệ từ ngồi rất ngay ngắn, bày ra tư thái đoan chính hoa lệ, tựa như trước mặt y là một tòa cung điện. "Mẹ cô rất thương cô." Y khẽ mỉm cười, nên cô không biết sợ là gì, ta sợ chết. Ngọc Đoàn Nhi thấy A Thùy đưa mắt nhìn mình, liền xoay người đi xuống bếp. "Ta rất sợ chết, ngoài chết ra ta chẳng sợ gì." "Đường Lệ từ khẽ rủ hàng mi, Ngọc Đoàn Nhi sách giỏ thức ăn díu dít nói với A à, Thủy cơm trưa hôm nay phải làm mấy món. Y đang nghĩ, tiểu nha đầu họ Ngọc, ngoài cái chết ra thì chẳng sợ gì. Muốn nàng chết rất dễ. Đường lệ từ mở bàn tay phải, bàn tay y trắng ngần, ít nếp nhăn, thẳng tắp trơn bóng, nó từng giết rất nhiều người. Có lúc y bôi lên móng tay một lớp thu tạo, đó là một loại thuốc độc không quá độc, nhưng nó làm da rẻ thối giữa lưu lại vết sẹo rất sâu. Y thích để lại dấu vết trên người kẻ khác, tốt nhất là vĩnh viễn không phai mờ. Hồi nhỏ y khắc chữ lên người chó mèo con, khắc quá sâu làm chúng chảy máu đầm đìa rồi chết hết, trò chơi thật tẻ nhạt. Sau đó y lưu lại vết thương trên cơ thể người, hễ là vết sẹo vĩnh viễn không lành cũng khiến y cực kỳ vui vẻ. Ngọc Đoàn Nhi không sợ gì cả, chỉ sợ chết, muốn giết nàng rất dễ. Nhưng nàng chết rồi thì thật sự chẳng còn sợ gì nữa. Đường Lệ từ mở quyển sách vừa đọc, dụ mắt lặng lẽ đọc. Con người ta luôn sợ hãi thứ gì đó, ai cũng vậy thôi. A à, Thủy Tỷ Tỷ, vừa rồi tỷ nghĩ gì? Ngọc Đoàn Nhi lấy củ cải ra, bày đầy ra thớt. Phụng Phụng gọi tỷ đập nhẹn, tỷ không nghe thấy sao? A à, Thủy lếp đầu, vừa rồi nàng hoàn toàn lơ đãng. Không, ta đang nghĩ về Đường công tử. Nói xong nhận lấy củ cải, rửa sơ qua trong nước sạch rồi bắt đầu gọt vỏ Tỷ nghĩ gì về đường công tử ngọc đoàn nhi bóc một miếng củ cải giòn đưa lên miệng ăn tiếng nhai trong miệng nàng cũng nhẹ nhàng trong trèo nghĩ vết thương của y đã lành chưa sao a à, thùy đức đầu cười khẽ không biết nghĩ tới nghĩ lui hình như chẳng nghĩ được gì lại cứ như đã nghĩ rất nhiều rất nhiều ngọc đoàn nhi ghé tai nàng thì thào này a à thùy tỉ tỉ trên bụng người rạch ra một vết thương lớn chừng đó mà vẫn sống được sao hay y là yêu quái yêu quái a à thùy ngừng người đặt cái chậu đầy củ cải sang một bên sống được là vì đường công tử võ công cao cường căn cơ rất tốt chăng y đương nhiên không phải yêu quái ngọc đoàn nhi hư khẽ ta cảm thấy y rất giống yêu quái nàng ngồi xổm xuống nhóm bếp không nói về đường lệ từ nữa yêu vật ư A à, Thủy bỏ gia vị vào thịt heo đã thái xong, lặng lẽ nhìn cái nồi gang trên bếp. Nếu nàng chưa từng quen biết đường lệ từ, có lẽ cũng cho rằng người đàn ông này chỉ là một yêu vật mà thôi. Nhưng giờ đây nàng cảm thấy, thêm vài người nữa nói y là yêu vật, biết đâu y sẽ thật sự. Hoàn toàn biến thành một loại yêu vật chấm, một loại yêu vật tận lực che giấu nhân tính, thao túng cảm xúc mừng giận của người khác làm vui làm gì được nấy đánh đâu thắng đó vĩnh viễn bất tử đường lệ từ sẽ hóa thân thành loại yêu vật này từ ngày chỉ vân chết khuynh hướng ấy ngày càng thêm rõ ràng nhưng biến thành yêu liệu có tốt hơn làm người chăng chẳng phải vì không chịu được nỗi khổ của con người cho nên mới dần dần hóa yêu sao phương chu chết chỉ vân chết thiệu diên bình chết có rất nhiều chuyện cho dù liều mạng và cố gắng đến đâu cũng không thể vãn hồi thứ y đánh mất đâu chỉ có mạng người Đường công tử chỉ là một người cực kỳ nhát gan mà thôi, y quá dễ suy sụp, vì không muốn người ta phát hiện và cười nhạo mình mà y tình nguyện hóa yêu. A thủy bỏ thịt heo vào nồi xào qua rồi đậy nắp, buồn bã ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài. Nàng thấy đường lệ từ mở bàn tay ra, đăm đăm nhìn những ngón tay, không biết đang nghĩ gì. Ngọc Đoàn Nhi rửa hết cải xanh thì đứng dậy, đang định bắt chảo lên bếp thì chợt nghe có tiếng bước chân, lâm bô vội vã bước vào. A Thủy cô đương, A thủy cô nương. A thủy buông muôi xào xuống. Lâm công tử. Trong tay Lâm Bô cầm một tờ cáo thị. Hôm nay trên tấm bia ở cổng trấn Thừa Phong dán một tờ cáo thị, nói trong trấn Thừa Phong có yêu nghiệt ẩn nấp. Vọng Đình Sơn Trang muốn trừ yêu nghiệt nên mỗi ngày sẽ chọn một người trong trấn đem đi chém đầu, tiêu hao mạng người cho đến khi yêu nghiệt hiện thân bị tiêu diệt mới thôi. Một ngày không thấy yêu nghiệt, Vọng Đình Sơn Trang sẽ giết một người bây giờ bách tính chấn thừa phong đã chạy trốn quá nửa phong lưu điếm cũng bắt rất nhiều người treo lên cây bên ngoài sơn trang nói mỗi ngày giết một người phong lưu điếm phái đi nhiều người mà không tìm được chúng ta nên mới bày mồi nhử muốn chúng ta tự mình xuất hiện cứu người a à, thùy dậm chân bọn chúng đã bắt đầu giết người chưa lâm bô lắc đầu chưa chúng nói canh ba đêm nay nếu không bắt được yêu nghiệt sẽ giết người nghe được tin này Hắn đã báo cho gia đình nấp trong hầm mau mau chạy trốn để tránh thủ đoạn tàn độc của Phong Lưu Điếm. "Chúng đã bắt mấy người?" Giọng nói ôn hòa của Đường Lệ từ vang lên, A Thùy và Lâm Bô giật mình, Ngọc Đoàn Nhi vội đáp. "Này, ngươi muốn đi cứu người sao? Vết thương của ngươi còn chưa lành mà. Chúng muốn dụ ngươi ra ngoài, nếu ngươi đi sẽ trúng kế đấy." Đường Lệ từ tay cầm quyền sách, khẽ mỉm cười. "Vết thương đã khá hơn nhiều, truyền cứu người chúng ta sẽ nghĩ cách." người tuyệt đối không thể đi a thùy bước ra cửa hạ giọng nói chúng nhất định đã bày thiên la địa võng để bắt ngươi đường lệ từ lật một trang sách không nhìn nàng chỉ dịu dàng nói cô muốn nói cô tình nguyện chết thay ta sao a thùy thoáng chấn động đường công tử thân mang trọng trách giang hồ nếu ta chết đổi lại bình an cho đường công tử thì a thùy chết không đáng tiếc chỉ nghe có tiếng rầm một khối nước văng tung tóe trước mặt A Thùy, mấy mảnh sứ vỡ bay tán loạn, rạch ra mấy vết thương mảnh trên mặt nàng. Ngọc Đoàn Nhi giật mình, ngươi làm gì vậy? Lâm Bồ cũng hoảng hồn, đường lệ từ nghe A Thùy nói đến câu. Chết không đáng tiếc, trợn ném sách ra ngoài, quyển sách kia mang theo cơn giận dữ dội cùng với chân lực, đánh nát mặt bàn. Bình trà trên bàn bay lên rồi nổ tung trước mặt A Thùy, làm nàng bị thương. Ngươi làm gì thế? đang yên lành tự dưng ném đồ. A Thùy tỷ tỷ đắc tội ngươi chỗ nào chứ? Ngọc Đoàn Nhi che trước mặt A Thùy, trợn mắt lên nhìn đường lệ tư. Tỷ ấy chỉ muốn tốt cho ngươi, nếu là ta còn lâu mới chịu chết thay ngươi. Sao ngươi lại làm mặt tỷ ấy bị thương? Lâm Bồ kéo tay áo Ngọc Đoàn Nhi. Ngọc cô nương. Ngọc Đoàn Nhi quay lại. Làm gì đấy? Lâm Bồ dốc sức kéo nàng ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Phụng Phụng bò ra khỏi chăn nhìn hai người. Vết thương trên mặt A Thùy trầm chậm dịn ra máu tươi, Đường Lệ từ nhìn những mảnh gỗ vụn và sứ vỡ rơi đầy đất, trong mắt không hề có một tia hối hận, cất giọng lạnh lùng như băng. "Một ngày nào đó, ta muốn cô chân tâm thần ý đi chết vì ta." A Thùy nhắm mắt lại, lắc đầu hạ giọng nói, "Nếu ta vĩnh viễn không chân tâm thần ý, có phải ngươi sẽ vĩnh viễn không chịu buông tha cho ta?" Dù có tìm được kẻ ngoan cố khó thuần phục hơn cô, ta cũng sẽ không buông tha cô. Đường Lệ từ âm trầm đáp, tuyệt đối không buông tha cho cô. Vết thương trên mặt A Thùy dịn ra một giọt máu, chậm chậm lăn xuống theo gò má nàng giống như nước mắt. "Khiến ta, khiến ta chân tâm thần ý phát điên vì ngươi, đi chết vì ngươi thì ngươi được gì? Nhìn ta chết vì ngươi, lẽ nào thật sự, thật sự thú vị đến thế, đáng giá mong chờ đến thế?" Ta sẽ vui vẻ. Đường Lệ từ đứng dậy khỏi giường, khom lưng nắm lấy cằm A Thùy khẽ nâng đầu nàng lên cô là chân bảo hiếm thấy có nét quyến rũ trời sinh có thể mê hoặc tất cả đàn ông cô chinh phục đàn ông ta chinh phục cô chẳng phải tốt sao y dịu dàng nói cô cũng có thể tưởng tượng ta làm thế là do ta bị cô thu hút mạnh mẽ đây là cách ta yêu cô ngươi không yêu ta a à, thùy đẩy y ra quay đầu sang hướng khác lồng ngực phập phồng có rất nhiều người yêu ta rất nhiều người điên cuồng vì ta nhưng ta biết ngươi không phải Đường Lệ từ mỉm cười, thong thả đỡ nàng từ dưới đất lên, cọ má mình lên má nàng, từ từ cọ xuống, đôi môi ấm áp lần đến phần cổ sau tay nàng rồi thở nhẹ một hơi. A Thủy run rẩy toàn thân, chỉ nghe y dịu dàng nói. "Đúng rồi, bọn họ điên cuồng vì cô chết vì cô, cô lại điên cuồng vì ta chết vì ta. Chuyện này làm ta rất vui." "A Thủy cô nương." Y hôn lên sau tai nàng. "Cô rất vinh hạnh." A Thủy đờ đẫn ngã vào lòng y. Nụ hôn của Đường Lệ từ rõ ràng tiêu hồn hơn bất kỳ người nào đàn ông nào nàng từng biết, nhưng nước mắt cứ không ngừng tràn mi. Nếu ta chết vì ngươi, ta chết rồi ngươi lại vui vẻ, thì ở nơi chín suối ta sẽ rất đau lòng. Có phải xưa nay ngươi chưa bao giờ để tâm đến nỗi đau của ta? Đường Lệ từ chăm chú nhìn người phụ nữ ngã gục trong vòng tay mình, dịu dàng đáp. Đương nhiên rồi, cô đau lòng là chuyện của cô. A à, Thùy yếu ớt nói, "Ngươi từng nói người cảm thấy ta tốt mong ta vĩnh viễn được sống mong ta luôn mỉm cười và hạnh phúc ta từng nói thế khi ấy ánh trăng sáng tỏ hoa sen nở rộ đường lệ từ mỉm cười giọng nói càng thêm ôn nhu trong hương hoa vị rượu khi ấy cô rất mệt mỏi rất nhớ con a à thùy mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên xà nhà chậm rãi hỏi câu kia là giả sao đường lệ từ ôm lấy nàng chậm chậm hôn lên trán đó là lời cô muốn nghe." A à, Thùy trầm chậm, chậm nói, "Ta chỉ muốn một mình nuôi phụng phụng, không muốn quen biết đường công tử, hách hầu gia, liễu tôn chủ nào hết. Không cần người đàn ông nào yêu ta, một mình ta có thể sống rất tốt." "Nhưng đó không phải hạnh phúc." Đường Lệ từ ôm eo nàng, bế nàng lên, xoay về hướng nắng mùa đông. "Phải có một người ôm cô thật chặt, ôm cô ngắm nắng sớm, nhìn tà dương." Khi cô đau lòng ôm chặt lấy cô, khi cô nằm mơ ôm chặt lấy cô, khi cô mắc sai lầm ôm chặt lấy cô, chưa bao giờ trách cứ cô. Vĩnh viễn cảm thấy cô xinh đẹp. Y hôn lên cái gáy xinh đẹp dịu dàng của nàng, hơi ấm đó hòa lẫn với hơi thở nhu hòa chỉ có ở Đường Lệ Tư. Đó mới là hạnh phúc. A à Thùy dựa vào lòng Đường Lệ Tư, cùng ngắm ánh nắng với Y, run rẩy nói. Vì sao ngươi không chờ mong hạnh phúc mà lại mong có người chết vì ngươi? Người giống như Y. Muốn tìm một cô gái thật lòng yêu mình đâu có khó. Cớ sao ư không chịu, cớ sao y chỉ mong có người chân tâm thật ý chết vì y. Dẫu là hạnh phúc cũng chưa chắc có thể lưu lại vĩnh viễn. Đường Lệ từ dịu dàng đáp, mà cái chết có thể. A à, Thủy mơ màng nhìn ánh dương trước mắt, người đàn ông đang ôm nàng đã thật sự điên rồi sao? Nước mắt rơi xuống từng giọt, nàng không biết mình đang khóc vì điều gì. Nàng rất muốn hiểu người đàn ông này, rất muốn biết vì sao y lại điên cuồng đến thế, rất muốn biết rốt cuộc sâu trong lòng y khát vọng điều gì, thiếu mất điều gì. Rất muốn thuyết phục bản thân phải đồng cảm với y, rất mong y có được hạnh phúc, nhưng muốn nàng mở rộng lòng mình chờ đợi đường lệ từ xâm nhập từng chút một, chiếm lấy linh hồn nàng, mặc cho cuộc đời mình tan nát, bỏ quên Phụng Phụng thì nàng không đủ dũng khí. Ta không thể yêu ngươi, trong lòng ta có người khác trong lòng ta, nàng lẩm bẩm, trong lòng ta. Đường Lệ từ nhẹ nhàng buông nàng xuống, y ngồi lên ghế, thong thả mỉm cười. Trong lòng cô có ai? Phó, chủ Mai, nàng lảo đảo lùi về hai bước, đứng dựa vào tường, ánh mắt chìm trong mơ màng. Đường Lệ từ ngước mắt lên nhìn nàng, nàng cứ trượt dần theo tường, ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt y rất quái lạ, vô cùng quái lạ đường lệ tự in trong mắt nàng liên tục biến hình trong mông lung, không thể nói rõ là biến thành vật gì. Bên tai nghe giọng y ôn nhu hỏi. Vì sao? Vì sao ư, nàng nhìn yêu vật không ngừng biến hóa trước mắt, khóe miệng khẽ mỉm cười, si mê đáp. Bởi vì tiểu phó rất tốt, hắn tốt hơn ngươi. Tiểu nhị áo trắng trong tiểu lâu ngân giác tử, mùa xuân dắt con rùa đen của hắn ra ngoại thành đi dạo, xem có con rùa cây nào lớn bằng nó hay không lúc về còn bẻ một cành liễu. Quần áo trắng tinh, cành liễu xanh biếc, bầu trời xanh thẳm, mây trắng ngút ngành khi đó nàng theo sau ngắm nhìn, luôn ảo tưởng một ngày nào đó hắn sẽ trông thấy mình, một ngày nào đó mình sẽ rất rùa đi dạo cùng hắn. Đi vào những khe núi sâu hơn tìm rùa cái. Giấc mộng của nàng rất hư ảo, rất nhỏ nhoi. Cái gọi là mộng, chính là vọng tưởng hoang đường vô căn cứ. Phó chủ Mai đường lệ từ đứng lên khỏi ghế, lui một bước, trở tay vịn cột giường. Đây không phải lần đầu tiên y nghe có người nói. Tiểu phó rất tốt, hắn tốt hơn ngươi. Lần trước người nói ra câu này là đường anh địch. Vào cái đêm ban nhạc đồng địch chọn người hát chính, đường anh địch dùng câu nói này để tổng kết, hủy bỏ mọi cố gắng của y để thành lập ban nhạc đồng địch, giao vị trí hát chính cho phó chủ mai. Đường anh địch là cha y, ông ta nói một gá phục vụ ở quán ăn hát hay hơn y ông ta chuẩn bị giao toàn bộ công việc sáng tác nhạc của ban nhạc cho phó chủ Mai, bởi vì hắn chẳng những hát hay, mà hướng sáng tác cũng chuẩn hơn y. Sau buổi tối hôm ấy, y mời ba người còn lại trong ban nhạc uống rượu, hạ độc trong rượu rồi làm dây điện trong phòng chập cháy, rượu tạt vào đầu dây đang chập gây ra hỏa hoạn. Y rút dao thụy sĩ mang theo người, dây điện trên đầu cháy hết thì phát nổ. Từ đây cuộc đời bốn người họ thay đổi đến không thể quay đầu. Ba năm y cứ ngỡ mình đã thoát khỏi cơn ác mộng kia phó chủ mai hóa ra là một lời nguyền dù y đi đến đâu dù y có ưu tú có xuất sắc có cố gắng đến đâu thì đứng trước mặt phó chủ mai y vĩnh viễn cũng không đáng giá một đồng tên ngốc kia không cần bỏ ra bất cứ thứ gì mọi người vẫn cảm thấy hắn tốt vì hắn ngốc nên hắn chỉ cần cố gắng một chút thôi mọi người sẽ cảm thấy hắn liều mạng dốc sức đều vỗ tay vì hắn gieo hò hoan hô hắn chỉ cần có mặt hắn Mọi người sẽ dồn hết chú ý vào hắn, vì ai cũng thích một tên ngốc, chỉ cần gọi tên sẽ mỉm cười đáp lại thật to. Đó chỉ là một tên ngốc mà thôi, một tên ngốc gặp chuyện không biết giải quyết thế nào, vĩnh viễn chỉ biết hỏi y. Tên ngốc đã không biết thưởng thức cũng không có mắt nhìn, nên mặc quần áo gì cũng hỏi y. Tên ngốc bảo ngồi thì ngồi, bảo đứng thì đứng, bảo nằm thì nằm. Tên ngốc chẳng hiểu sao lại trúng độc, liên lụy mình suýt nữa bỏ mạng ở Lạc Dương. Bởi vì tiểu phó rất tốt, Hắn tốt hơn ngươi." Trong tích tắc nghe được câu nói ấy, y thật sự muốn giết người phụ nữ này. Nếu không phải y đã nghe một lần, thì thật sự đã giết nàng rồi. Không ai nghĩ y đã đánh đổi những gì để trở nên ưu tú như vậy sao? Tại sao ai cũng thấy tên ngốc đó tốt hơn? Chỉ vì con người ta phần lớn không thể làm những chuyện ngốc nghếch như hắn sao? Không thể gặp ai cũng tươi cười, không thể nghe ai gọi tên mình cũng trả lời, không thể bảo ngồi thì ngồi, bảo đứng thì đứng, bảo nằm thì nằm. Hừ, đó là chuyện chỉ có chó mới làm mà. Gặp ai cũng vẫy đuôi, cũng chỉ có chó đần mới thế, nhưng lại khiến người ta thích. Một giọt nước lạnh như băng nhỏ xuống mờ u bàn tay, y đưa tay lên lau chán, cả người toát mồ hôi lạnh. A Thủy ngơ ngác nhìn y bằng ánh mắt mịt mờ, đối với y đây là trạng thái có thể tùy ý dày vò. Tiền tay nhặt từ dưới đất lên một mảnh sứ vỡ, y chậm chậm cúi xuống, cầm mảnh sứ vỡ kia, từ từ rạch lên cổ họng A Thủy a thùy không hề nhúc nhích dường như cũng không nhìn xem y đang làm gì nàng chìm đắm trong thế giới mơ màng của mình mọi thứ trước mắt nàng đều khác lên mình những màu sắc kỳ lạ cảnh sắc của mảnh xứ vỡ ngày càng áp sát cổ họng a thùy chính bản thân y cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn rạch ra một vết thương thật sâu trên cổ nàng hay là thật sự muốn giết người phụ nữ này này ngươi đang làm cái gì đấy trước mắt lóe lên một quầng sáng màu hồng nhạt chỉ nghe một tiếng cạch nhỏ mảnh sứ trong tay đường lệ từ chợt vỡ đôi rồi rơi xuống ngọc đoàn nhi chắn trước cổ học a thùy tay nàng cầm tiểu đào hồng trợn mắt lên nhìn y người sốt đến phát khùng rồi hả muốn giết người à người muốn giết ai chẳng hiểu kiểu gì luôn còn không về giường ngủ đi a thùy giật mình sợ hãi ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn đường lệ từ đường lệ từ nhìn ngọc đoàn nhi và a thùy trong nháy mắt ấy, nàng cứ đinh ninh y muốn giết cả hai người. Nhưng tay y cầm mảnh sứ vỡ rất chặt, chặt đến nỗi có máu tươi chảy ra từ kẽ tay. "Tiểu nha đầu, đỡ A Thùy tỷ tỷ của cô ra ngoài đi, nấu bát canh gừng cho nàng uống." Y nói rất bình tĩnh. Vậy mà y có thể nói năng thật bình tĩnh. Ngọc Đoàn Nhi chỉ vào mũi y, nổi giận nói, "Lần sau còn để ta thấy ngươi đối xử tệ với A Thùy tỷ tỷ, ta sẽ giết ngươi." đường lệ từ bịt tai không nghe bình tĩnh nói ra ngoài ngọc đoàn nhi còn muốn nói tiếp đường lệ từ đã đưa ngón tay dính đầy máu tươi lên chỉ vào cửa ra ngoài a à thủy kéo tay ngọc đoàn nhi lảo đảo bước ra ngoài đường lệ từ nhìn cánh cửa đóng lại máu từ vết thương trên tay phải men theo món tay thon dài nhỏ xuống từng giọt trong bụng chợt nhói đau y nâng tay trái đè lên bụng theo thói quen để rồi giật mình nhận ra vị trí lâu nay vẫn rung lên những nhịp tim đều đều. Đã ngừng đập, trái tim Phương Chu không còn đập nữa. Hắn đã chết thật rồi sao? Hắn bị nhát dao của thầm lam hồn giết ư. Tâm tư hỗn loạn điên cuồng gặp phải cú sốc lớn ập đến bất ngờ, đường lệ từ nín thở, cố gắng cảm nhận trái tim chôn sâu trong bụng mình. Bụng y đau đớn dữ dội, nhưng chỉ nghe được tiếng trái tim mình đập dồn dập và hoảng loạn. Trái tim Phương Chu đã hoàn toàn tĩnh lặng giống như chưa bao giờ đập. Y kinh ngạc buông cánh tay đang đè lên bụng, ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sắc trời rõ ràng rất sáng, nhưng bóng tối bất ngờ ập xuống trước mắt Y. Lệ nhân cư chấn tiêu ngọc, mọi người không thấy liễu nhãn, nhưng lại nhận được một phong thư của liễu nhãn. Các đại môn phái trở về nhà, nội dung trong thư cũng theo đó mà lưu truyền rộng rãi, bảy tám ngày sau mọi người đều biết. Phong lưu điếm bày mai phục bên ngoài lệ nhân cư, muốn khống chế trưởng môn các phái. Âm mưu này bị đường lệ từ phá, các đại môn phái đều mang lòng cảm kích, nhưng sau đó đường lệ từ cũng không trở về núi Hảo Vân, không biết đã đi đâu. Bích Lạc Cung, huyền Úc Nguyệt Đán nghe những tin tức gần đây trên giang hồ, sắc mặt rất ôn nhu, thong thả nhấp trà xanh. Phó chủ mai ngồi một bên, hắn cũng uống trà, nhưng là trà sữa trong bích lạc cung có hồng trà lá to hắn hồn nhiên lấy hồng trà thêm sữa pha đường uống thứ trà kỳ quặc này đàn ông uống không quen mà nữ tỳ bích lạc cung lại cực kỳ yêu thích học được cách pha chế thì ngày ngày đổi mới lúc thì bỏ kẹo hoa quế vào trà sữa lúc thì thêm xương hoa hồng hễ chế gia vị mới đều bưng đến mời phó công tử nếm qua phó chủ mai chưa bao giờ từ chối hơn nữa rất nghiêm túc nhận xét chỉ điểm các loại khẩu vị chẳng mấy chốc mọi người đều có thể pha một cốc trà sữa ngon mềm dịu mát hương vị đậm đà trà trong cốc của tiểu phó luôn thơm hơn trà người khác pha huyền úc nguyệt đán ngửi được mùi sữa thơm nhàn nhạt, nhạt trong không khí liền mỉm cười nói vậy giọng hắn rất dễ chịu khiến người ta nghe mà thoải mái trong lòng phó chủ mai nghe hắn khen ngợi trong lòng cũng rất vui tiểu nguyệt có muốn uống không thật ra huyền úc nguyệt đán cũng không thích sữa bò cho lắm nhưng vẫn gật đầu phó chủ mai càng vui hơn lập tức về phòng pha trà thiết tĩnh nhìn theo bóng lưng hắn trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt vị phó công tử này thật buồn cười từ đầu đến chân không hề giống người trong võ lâm chỉ cần có người mỉm cười với hắn hắn sẽ rất vui vẻ huyền úc nguyệt đán búng nhẹ ngón tay lên chén trà nghe tin về liễu nhãn hồng cô nương có nói phải rời bích lạc cung không thiết tĩnh ho khẽ chuyện này không nghe nói Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười. Vậy là rất tốt. Thiết tĩnh nhìn góc mặt nghiêng tú nhã của Huyền Úc Nguyệt đán. Nhưng nghe nói gần đây trên giang hồ xuất hiện thế lực mới là phong lưu điếm, nhất khuyết âm dương quỷ mẫu đơn đứng đầu thất hoa vân hành khách có ý muốn tìm tung tích hồng cô nương. Ta nghĩ người muốn tìm tung tích hồng cô nương không ít đâu. Nếp nhăn nơi khóe mắt huyền úc nguyệt đán giãn ra trông rất đẹp. Nhưng ta cũng nghe một tin tức kỳ lạ không kém hắn gõ nhẹ ngón tay gõ xuống mặt bàn. Ta nghe nói Triệu Tông Tĩnh và Triệu Tông Doanh đã tìm được lang gia công chúa thất lạc nhiều năm, đang dâng thư lên hoàng thượng xin phong hiệu chính thức cho nàng. Thiết tĩnh ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào Hồng Cô Nương không phải công chúa? Nàng không phải công chúa thì sao lại có miếng ngọc bội, quận lang gia, kia? Huyền Úc Nguyệt Đán mở mắt. Nghe nói người được tôn lên làm công chúa là Trung Xuân Kế. Thiết tĩnh giật nảy mình, chố mắt nhìn hắn bích lạc cung và tuyết đồ sơn trang của tuyết tuyến tử là hàng xóm lâu năm hắn không biết trung xuân kế hó ra lại là công chúa cao quý trung cô nương là công chúa nhưng chưa từng nghe nàng nhắc đến thân thế của mình huyền úc nguyệt đán lắc đầu sắc mặt vô cùng bình tĩnh trung cô nương không phải công chúa thiết tĩnh hạ giọng hỏi cung chủ làm sao dám chắc huyền úc nguyệt đán thong thả đáp vì nàng là con gái ruột của tuyết tuyến tử Tuyết Tuyến Tử không phải hoàng đế, nàng đương nhiên không phải công chúa. Trung cô nương là con gái Tuyết Tuyến Tử. Đầu óc Thiết Tĩnh rối loạn một hồi mới từ từ tỉnh lại. Trong chuyện này ắt phải có ẩn tình. Vì sao ông ta lại nói chung cô nương là đứa bé bị bỏ rơi được mình nhặt về, chỉ chịu nhận là sư phụ nàng? Huyền Úc Nguyệt đán trầm ngâm dây lát, đột nhiên mỉm cười. Thật ra thì Thiết Tĩnh người khép cửa lại, không cho bất cứ ai vào. Thiết Tĩnh chẳng hiểu gì giáo chạy đi đóng cửa lại. Huyền Úc Nguyệt Đán đứng lên khỏi ghế, thong thả đi dạo hai vòng quanh phòng, dựng một ngón tay trước môi. Xuyệt, chờ mọi người đi hết đá. Thiết tĩnh không nhịn nổi mà bật cười, nếu nói cung chủ trầm ổn, thì có đôi khi hắn vẫn rất trẻ con. Cung chủ muốn kể chuyện à? Huyền Úc Nguyệt Đán gật đầu, hắn cũng không quay về cái ghế chạm rộng khắc phượng kia mà ngồi tại chỗ, vỗ xuống bên cạnh. Thiết tĩnh ngồi xuống sàn nhà theo hắn, ngẩng đầu lên ngắm nóc nhà. Cung chủ, ngồi xuống đây làm ta nhớ lại hồi nhỏ. Huyền Úc Nguyệt Đán mỉm cười rất vui vẻ. Trung cô nương là con gái tuyết tuyến tử, thật ra cũng chẳng phải chuyện phức tạp gì. Người biết tuyết tuyến tử tiền bối xưa nay yêu thích mỹ nhân, hồi trẻ cũng vậy. Năm 36 tuổi ông ấy cưới một người vợ, nhưng tính ưa thích mỹ nhân vẫn không thay đổi, vợ ông ấy lại rất xấu. Cho nên có một lần, ừm, hắn cảm thấy hơi khó mở miệng suy nghĩ thật lâu có lần ông ấy cứu một cô nương rất xinh đẹp trên đường cô nương kia lấy thân báo đáp tuyết tuyến tử tiền bối nhất thời hồ đồ làm ra chuyện có lỗi với vợ thiết tĩnh nghe chuyện phong lưu của tiền bối cảm thấy rất buồn cười ông ấy thích mỹ nhân sao lại cưới vợ xấu huyền úc nguyệt đán thong thả đáp chuyện này ông ấy không nói với ta nhưng với võ công và tính khí của tiền bối nếu không cam tâm tình nguyện thì ai ép được chứ Tóm lại ông ấy ra ngoài gặp một mối nhân duyên bèo nước, cô nương kia hoài thai 10 tháng rồi sinh ra chung cô nương. Cô ấy ôm đứa trẻ tìm đến tuyết đồ sơn trang, khăng khăng đòi gả cho tuyết tuyến tử tiền bối làm thiếp. Kết quả vợ tuyết tuyến tử tiền bối nổi giận đùng đùng, lập tức vất áo bỏ đi, không thấy bóng dáng. Chuyện này, chỉ có thể trách tiền bối không tốt. Thiết tĩnh vừa buồn cười lại vừa thấy buồn thay cho tuyết tuyến tử. Sau đó thì sao? Huyền úc nguyệt đán nhẹ nhàng nói tiền bối không biết phải làm sao con cũng sinh rồi ông ấy buộc phải cưới cô nương xinh đẹp kia làm thiếp thiết tính thở dài ai cũng biết giờ đây tuyết tuyến tử không thê không thiếp một thân một mình ai ngờ ông ấy cũng từng có kiểu thê mỹ thiếp Huyền úc nguyệt đán kể tiếp người vợ nghe tin ông ấy thành hôn thì nổi giận đùng đùng một mình phiêu bạt đến nam cương một đi không trở lại tuyết tuyến tử nhớ vợ nên cũng đến nam cương tìm chuyến này đi mất hai năm. Đến khi ông ấy tìm được vợ thì bà ấy chỉ còn một bộ xương trắng, nghe đâu chúng phải độc trướng, một mình lẻ loi chết trong rừng rậm. Thiết tĩnh yên lặng, trong lòng tràn ngập đau thương, huyền úc nguyệt đán lại kể tiếp. Chờ ông ấy an táng vợ, trở về tuyết đồ sơn trang thì mới biết thiếp ngồi trước núi chờ ông ấy trở về, thân thể nhiễm cái lạnh trên núi cao, bệnh đá ăn sâu vào xương tủy, không thuốc nào cứu được. Thiết tĩnh buồn bã thở ra một hơi nặng nề. Hai năm. Huyền Úc Nguyệt Đán gật đầu. Ông ấy đi hai năm, trở về chưa đầy một tháng thì thiếp thất cũng buông tay lìa đời, để lại Trung Cô Nương hai tuổi. Ông ấy chưa bao giờ nhận là cha ruột Trung Cô Nương, ta nghĩ. Có lẽ là ra thẹn với vợ và thiếp của mình, cũng có thể là không muốn cho con gái biết mẹ vì cha mà chết, tóm lại. Hắn thở dài xa xăm. Cả đời tiền bối không được như ý, nhưng cớ sao Trung Cô Nương lại bị nhận lầm là lang gia công chúa. Thiết tĩnh hạ giọng hỏi. Chỉ e chính nàng cũng không biết thân thế của mình, một khi chân tướng lộ ra, chẳng phải là tội khi quân sao. Huyền Úc Nguyệt đán lắc đầu. Chuyện này rất khó giải quyết, lại dễ khơi lên sóng to gió lớn. Tuy Hồng cô nương không muốn quay về, nhưng Liễu Nhãn đương nhiên phải biết thân thế nàng. Hắn khẽ thở ra một hơi. Nàng si mê Liễu Nhãn, nhất định sẽ không giấu hắn điều gì, mà nếu Liễu Nhãn biết thì có lẽ quỷ mẫu đơn cũng biết. Một khi quỷ mẫu đơn biết hồng cô nương mới là công chúa, hắn sẽ bắt hồng cô nương, uy hiếp chung cô nương. Uy hiếp chung cô nương và triệu tông tĩnh, triệu tông doanh, ép cấm vệ quân giúp sức cho phong lưu điếm. Giọng thiết tĩnh ép xuống càng thêm trầm thấp. Có thể làm được sao? Huyền Úc Nguyệt đán lại lắc đầu. Cấm vệ quân không thể can thiệp vào sóng gió giang hồ, dù phải dùng đến thì cũng chỉ dùng trong cung. Thiết tĩnh hoàng sợ. Quỷ mẫu đơn muốn làm gì? huyền úc nguyệt đán thở dài ta không biết hai người đều rơi vào trầm tư bầu không khí thoải mái vui vẻ vừa rồi đã không còn nữa rất lâu sau thiết tĩnh hạ giọng hỏi gặp chuyện thế này đường công tử có giải quyết không huyền úc nguyệt đán khẽ mỉm cười có thiết tĩnh cười khổ chuyện này hoàn toàn không có chỗ cho chúng ta can thiệp kẻ ra thì đường công tử đúng là bôn ba lao lực không phút nào được nghỉ ngơi huyền úc nguyệt đán im lặng giây lát y dài, thiết Tĩnh chờ Uyển Úc Nguyệt Đán nói tiếp, một lát sau chợt nghe Uyển Úc Nguyệt Đán cất giọng dịu dàng. Nếu y không có nhiều việc để làm như thế, hẳn sẽ càng thêm tịch mịch. Hai người ngồi dưới đất, một chú thỏ con trắng như tuyết nhảy tới, chui vào lòng Uyển Úc Nguyệt Đán. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng thỏ. Giang hồ gió tanh mưa máu, ta cảm thấy vô cùng tịch mịch. Nhưng nếu không còn gió tanh mưa máu, sẽ có người cảm thấy cuộc đời trống vắng chẳng còn gì. Cung chủ, cung chủ. Ngoài cửa chợt có tiếng bước chân gấp gáp, kế đó một người tông cửa lao vào. Thiết tĩnh bật dậy quát hỏi. Ai? Huyền Úc Nguyệt Đán đứng lên, nhìn người lao vào toàn thân nhuốm máu tươi, mặc áo màu xanh biếc, chính là đệ tử trong cung. Thiết tĩnh ôm lấy hắn, sau lưng đệ tử kia là miệng vết thương máu me đầm đìa, đã không còn đường sống. Hắn nắm chặt áo thiết tĩnh, hồn hển nói. Bên ngoài, có người xông vào cung, chúng tôi không cản nổi. Cung chủ phải cẩn thận. Lời còn chưa dứt đã gục đầu chết. Ánh mắt huyền Úc Nguyệt Đán lập tức biến đổi, xài bước ra ngoài. Thiết tĩnh đặt người kia lên ghế rồi cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy bích lạc cung rộng lớn trở nên ồn ào náo động. Mấy chục đệ tử lăm lăm đao kiếm đối trận với một người. Bích liên y rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đứng chắn trước mặt kẻ đó. Huyền Úc Nguyệt Đán không nhìn thấy dáng vẻ của người kia, mà vẫn cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo thấu xương ập thẳng đến trước ngực mình. Dường như phía đối diện là một con ma quỷ chém gió đội mưa mà đến, tiết trời lạnh lẽo giá băng, mà trong thân thể ma quỷ kia lại cháy lên một ngọn lửa nóng rừng rực. Kẻ cầm kích đối mặt với mấy chục người của Bích Lạc, cung chính là Cuồng Lan vô hành. Vừa rồi hắn đến cửa Bích Lạc cung, đệ tử gác cửa nhận ra hắn là Cuồng Lan vô hành biết người này đã dưỡng bệnh trong cung rất lâu nên cũng không đề phòng nhiều kết quả bị chu nhan đâm một kích xuyên ngực giết một người và làm một người trọng thương huyền úc nguyệt đán chu nhan cất giọng lạnh lùng mang theo khí độ khoáng đạt không thể nói rõ dường như giọng hắn có thể vang vọng giữa mây trời và mặt đất huyền úc nguyệt đán đứng trước mặt mọi người năm ngón tay phải siết chặt trong tay áo là ta các hạ chịu ơn cứu mạng của ta chẳng hiểu sao lại lấy oán báo ân, giết người của ta. Giọng hắn không lên cao cũng không lớn tiếng, nhưng nói ra một câu ân oán rõ ràng, thái độ đúng mực. Chu Nhan đầy Trường Kích, "Chịu chết đi." Hắn phớt lờ những lời Huyền Úc Nguyệt Đán nói, Trường Kích màu nâu cuốn theo gió lốc, nhắm thẳng vào ngực Huyền Úc Nguyệt Đán. Bích Liên Y hét to một tiếng, xuất kiếm ngăn trở, trường kiếm tỏa ra quang hoa như lụa, bay lượn như rồng, va và vào Trường Kích giữa không trung chỉ nghe một tiếng ong dài, ai nấy bịt tay lại, chỉ cảm thấy tay ù tim đập, trời đất quay cuồng. Gan bàn tay phải cầm kiếm của Bích Liên Y rách ra, máu tươi chảy dọc thân kiếm. Bích Liên Y đỡ một kích của Chu Nhan rồi chờ cổ tay, đâm liền ba kiếm vào ngực hắn. Bích Đại ca, quay về. Huyền Úc Nguyệt đán quát lớn giữa những tiếng binh khí xé gió vang vang đầy trời, giọng hắn gần như bị nhấn chìm trong tiếng gió từ trường kích nhưng bích liên y đã nghe thấy thân hình thoát động đột ngột lui về chu nhan tiến lên một bước bỗng phất tay áo chỉ thấy trên tay áo tím của hắn cắm chi chít những cây ngân châm mảnh mắt thường gần như không thể nhìn ra hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn sang uyển úc nguyệt đán tay phải uyển úc nguyệt đán cầm một vật trông giống quả trứng gà vẫy vẫy với hắn rồi khẽ mỉm cười đó là ngũ ngũ tứ phân châm mang theo kịch độc loại cơ quan ám khí này cách dùng rất phức tạp người thường dùng cả hai tay cũng chưa chắc thao tác chuẩn thế mà uyển úc nguyệt đán chỉ dùng tay phải đá bắn hết kim ra ngoài chu nhan vung trường kích mũi nhọn chỉ thẳng vào ngực uyển úc nguyệt đán mọi người đều nhìn ra hắn đang tính toán nhắm thẳng vào ngực uyển úc nguyệt đán sau đó ném kích đi đầu tiên là đánh nát xương ngực uyển úc nguyệt đán sau đó đâm xuyên qua ngực hắn cung chủ bích liên y đỡ một kích vừa rồi của chu nhan khi huyết đã chấn động đến nội thương thấy chu nhan vông trường kích muốn ném đi hắn khẽ gọi uyển úc nguyệt đán rồi gốc sức vận chân khí chuẩn bị liều chết ngăn cản kích này kích này chắc chắn không giống kích vừa rồi vì sao cuồng lan vô hạnh lại đột ngột quay về muốn giết uyển úc nguyệt đán nguyên do trong đó hắn cũng không hiểu rõ nhưng tuyệt đối không thể để kẻ này hoành hành ngang ngược trong bích lạc cung càng không thể để hắn giết cung chủ dù hắn phải chết cũng tuyệt đối không để cho cuồng lan vô hạnh đả thương nguyền úc nguyệt đán một phân một hào. Trường kích múa vù vù, vẽ ra một vòng tròn trên không trung, nhìn mà thấy ghê. Chu nhàn múa kích trên tay, có cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc hoa dâm rối bời, mũi kích sáng bóng phản chiếu gương mặt yêu tà của hắn. Sau một tiếng, vù, trường kích cũng rời khỏi tay. Cơn gió cuốn theo cũng không mạnh lắm, không kinh tâm động phách như trong tưởng tượng của mọi người bích liên y vung trường kiếm múa ra mấy chục đường kiếm chém vào trường kích kia chu nhan trở tay giơ ngang kích chỉ nghe vài chục tiếng keng keng liên tiếp kích quét thành vòng tròn trường kiếm rời tay bay đi đánh vù một tiếng rơi sang một bên phản chiếu ánh nắng lấp lánh trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người bích liên y miệng phun máu tươi liên tục lùi ba bước đến khi đụng vào người thiết tĩnh mới dừng lại thiết tĩnh đỡ lấy hắn đốt ngón tay siết chặt kêu răng tắc mà vẫn gắng nhẫn nhịn không kêu thành tiếng, đứng bên cạnh Uyên Úc Nguyệt Đán. Nếu ngay đến Bích Liên y cũng không phải đối thủ thì hắn lại càng không. Lại nghe một tiếng, vù, trường kích xoay tròn một lần nữa, vẫn là tư thế cũ, mũi kích nhắm thẳng vào Uyên Úc Nguyệt Đán. Trên mặt Chu Nhan mang theo nét mỉa mai lạnh lẽo như băng, tựa như đang cười Bích là cung danh tiếng lẫy lừng, thế mà thật sự không đỡ nổi một kích đệ tử bích lạc cung ai nấy cầm đao kiếm, âm thầm chuẩn bị một khi hắn vung kích này ra thì mình phải chống đỡ thế nào, làm sao để chặn kích này cho biển úc nguyệt đán. Lại nghe một tiếng, vù, trường kích tiếp tục vung lên, tiếng gió vẫn rất nhỏ. Mọi người không hẹn mà cùng vung đao kiếm, chỉ nghe. Những ân thanh giòn giã giống như đồ sứ rơi vỡ đầy đất. Đao gãy, kiếm đứt, người bị thương. Một thanh trường kích bỗng nhiên vượt ra khỏi vòng vây của mấy chục thanh đao kiếm, Tựa như không hề bị ngăn trở, đâm thẳng vào ngực uyển úc nguyệt đáng. Mũi nhọn sáng lóa, kích tựa như rồng, đuổi theo làn gió, thiên hạ vô song. Cung chủ. Mọi người đồng thanh hô, dây xích trong tay áo thiết tĩnh liên tục vung ra, keng keng xoay quanh trường kích một vòng. Nhưng trên kích mang lực mạnh mẽ vô cùng, dây xích nhỏ dài đứt đoạn, không thể ngăn trường kích lao về phía trước. Trong tích tắc. Huyền Úc Nguyệt Đán thậm chí còn không kịp lùi lại tránh sang một bên. Chợt nghe một tiếng keng giòn giã. Thanh trường kích đánh đâu thắng đó kia đột nhiên gãy lìa ở giữa, lưỡi kích hơi lệch, bay lướt qua vạt áo Huyền Úc Nguyệt Đán, lao rầm rầm vào tường gạch sau lưng hắn, đâm sâu bốn thước, xuyên qua bên kia tường gạch. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một vật bay về như dự liệu, rơi vào tay một người. Vừa rồi chính người này đã ra tay chém gãy kích cứu mạo uyển úc nguyệt đán. Người mới đến toàn thân áo trắng, búi tóc hơi rối, tay phải cầm đao, tay trái còn bưng một cốc trà, chính là phó chủ mai. chu nhàn thấy trường kích gãy đôi cũng không để ý, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng ngạo rực cháy nhắm thẳng vào người phó chủ mai. Là ngươi. Phó chủ mai tay trái bưng trà tay phải cầm đao, hình như vẫn chưa hiểu rõ tình thế. Bèn đưa cốc trà sữa cho huyền úc nguyệt đán rồi cầm chắc đao trên tay. Là ta. Chủ nhàn đưa tay phải về phía trước, nằm món tay hơi cong, bày ra một tư thế kỳ lạ. Tiểu tử, nếu ngươi không đánh bại được ta, thì ta sẽ giết sạch bích lạc cung từ trên xuống dưới, gà chó không tha. Phó chủ mai khép hờ mi mắt rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt hắn trở nên trong veo lạnh lùng, bầu không khí dường như cũng lạnh lẽo hơn dần dần xung quanh hắn tựa hồ đã phủ lên một lớp xương trắng mơ hồ có ta ở đây không cho phép bất kỳ ai tổn thương bất cứ thứ gì của bích lạc cung một người lão đảo đi tới từ sau đình viện trong tay sách một bầu rượu đổ một ngụm vào miệng đưa cặp mắt say lờ đờ nhìn chu nhan và phó chủ mai Từ thế năm ngón tay của chu nhan là một môn tuyệt kỹ hiếm thấy gọi là cuồng nhan độc nhạn không thua kém chảo công của bất kỳ môn phái nổi danh nào tuyệt kỹ phi đao của tiểu tử ngốc tuy kinh người, nhưng chưa chắc đã thoát khỏi năm ngón tay của Chu Nhan. Kẻ say rượu đang đứng xem trận chiến là Mai Hoa Dịch Số. Gió nhẹ hưu hưu thổi, bầu không khí thanh lãnh xung quanh phó chủ Mai chậm rãi phất qua trước mặt Chu Nhan. Chu Nhan thoáng dừng chân phải, bộ áo bảo tím khoác trên người bỗng tung bay phần phật, vạt áo phất phơ, chẳng mấy chốc dường như cát đá dưới đất cũng bay lên theo vạt áo kia. Dưới ánh nắng, cái bóng phất phơ theo vạt áo tựa như một con rắn đen vô hình, không ngừng phồng to lên. Bích liên y thoáng điều khí, để mấy người thiết tĩnh, Hà Diêm Nhi che chở cho Uyển Úc Nguyệt đán chậm chậm lùi về. Cùng nhân Bích Lạc cung tụ lại ngày càng đông, đội ngũ chỉnh tề, trận thế hoành tráng, mấy nguyên lão cũng đồng loạt đứng ra vây kín xung quanh Chu Nhan và Phó Chủ Mai. Chỉ nghe một tiếng ngân khẽ, miệng Chu Nhan phả ra một làn khói trắng, nháy mắt sau thân hình hắn đã đứng trước mặt phó chủ mai, năm ngón tay bỗng dưng đen kịt lại, một mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Không phải ngón tay hắn có độc, mà là khí huyết lưu truyền dữ dội làm móng tay cũng không chịu nổi sức nóng, nháy mắt đã bị đốt thành than. Phó chủ mai nhìn rõ, ngự mai đao xoay vòng đón đỡ, hơi lạnh tan đi giống như một trận tuyết rơi xuống lòng bàn tay. Chỉ nghe những tiếng rầm rầm, hai người nháy mắt đã đấu hơn 50 chiêu người xem đều hoảng sợ tái mặt. Chân lực trên món tay chu nhan nóng rực đến đáng sợ, năm món tay lướt qua, chạm nhẹ vào áo phó chủ mai làm áo hắn lập tức bốc cháy. Phó chủ mai đào ý thanh hàn như băng, lưỡi đao lướt đến đâu mọn lửa tắt đến đó. Cây lạnh trên lưỡi đao khiến hơi nước mùa đông ngưng thành xương, hơ qua chỉ phong của chu nhan, xương trắng hóa thành hơi nước rơi xuống. Hai người một trắng một tím giao chiến giữa vòng người vây kín, giữa ngón tay và đao thoát mưa rơi thoát tuyết đổ, là tả lất phất, khí tượng biến đổi liên tục. Khó gặp. Văn nhân hách lầm bẩm Hai người đều là kỳ tài trăm năm khó gặp. Huyền Úc Nguyệt Đán tuy không nhìn thấy gì, lại có thể tưởng tượng ra trước mắt mọi người là cảnh tượng khiến người ta kinh hãi nhường nào, chỉ khẽ mỉm cười. Bích Liên Y nhìn kỳ cảnh hai người giao chiến, chiêu thức của họ biến hóa cực nhanh, trong khoảng năm tấc trước cổ họng, Lưỡi đao và ngón tay không ngừng biến đổi chiêu thức. Có rất nhiều chiêu không ngừng lặp lại, nhưng hai người lại có thể dùng lực độ và góc độ giống hệt nhau để đón đỡ. Sức tập trung vượt quá bình thường, mà nếu hai bên không có lực khống chế và tính ổn định cực cao, nếu không gặp được đối thủ có ý chí kinh người giống mình, thì tuyệt đối không thể tạo ra kỳ cảnh cỡ này. Giống như một khúc tỳ bà tuyệt diệu động lòng người, đang gảy đến những hợp âm nhanh nhất dày đặc nhất, đàn gảy càng gấp, âm càng mãnh liệt, tiếng sát phạt nổi lên, như tên bay đầy trời vạn ngựa tung vó. Tay múa mọn kích, máu nhuộm bầu trời, khóc than ai oán, trong nháy mắt ai nấy đều ngầm hiểu đã đến lúc đứt dây đàn. Một tiếng, vù, vang lên rền rĩ trói tai, đao của phó chủ mai cuối cùng đã tìm ra kẽ hở, chém thẳng xuống vai phải chu nhan. Đao kia tinh chuẩn trầm liễm, cái gọi là đao điểm mạnh nhất lẽ nào không phải bổ và chém đao này chém xuống đao phong xuyên qua chỉ phong giữa năm ngón tay chu nhan trong nháy mắt tiếng vù vù xé gió vang lên không ngừng làm ai nấy phỉa bịt tai dường như phó chủ mai không chỉ tung ra một đao mà còn rung lên một cái chuông đồng lớn khiến song cửa sau lưng kêu răng rắc nứt ra vải vệt chu nhan nghiêng người né tránh nhưng đao ý đi trước rất xa phụt một tiếng đao còn chưa đến thì trên vai hắn đã thủng một lỗ máu tươi tuôn ra ảo ảo. Mắt Chu Nhan bỗng đỏ ngầu, trong nháy mắt mảng da xanh đỏ trên má chợt biến thành màu tím đen, ngưng khí phát ra một tiếng. Hộp, chấm, văn nhân hách buột miệng kêu to, si mị thổ châu khí. Bích Liên Y đoạt trường kiếm của đệ tử bên cạnh, thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ, lặng lặng chém xuống lưng Chu Nhan. Si mị thổ châu khí là một môn ma công ăn người, những kẻ tu luyện môn nội công tâm pháp này đều đột tử không có ngoại lệ toàn thân còn biến thành màu đen, máu thịt tan biến gần như không còn, chỉ để lại một cái thây khô giống như bộ xương. Người trong võ lâm nghe tên môn công phu này thôi cũng đủ biến sắc, tiếng xấu không thua gì vãng sinh phổ. 70 năm trước từng có một kẻ luyện thành môn võ công này, sau đó làm sát người vô tội, cuối cùng thần trí điên cuồng, chết vì tự sát. Nghe nói hắn có thể luyện thành si mị thổ châu khí là vì nội tạng trong cơ thể hắn khác với người thường, có đến hai trái tim hai dạ dày hai lá gan. Chu Nhan trước mắt có thể thi triển si mị thổ châu khí, lẽ nào hắn cũng có thiên phú dị bẩm như kẻ kia. Si mị thổ châu khí dũng mãnh tuyệt luân, nghe nói mạnh đến nỗi phá núi lấp sông, đập vỡ đầu người như đập nát quả hồng. Hơn nữa người chúng si mị thổ châu khí toàn thân cũng biến thành màu đen, máu thịt tan biến gần như không còn rồi chết. Liên y Văn nhân hách la lên thất thanh, năm món tay đen xì của Chu Nhan đã xê ấm vào ngực phó chủ mai phun ra năm luồng khí đen như sương. Phó chủ Mai đưa ngự đao ra trước ngực, ánh đao chợt lóe lên, vết thương trên vai phải chu nhan lại rách toạc. Có tiếng răng rắc tựa như xương gãy, nhưng năm món tay kia đã chạm đến trước ngực phó chủ Mai. Bích liên y kịp thời chém xuống một kiếm, tay phải chu nhan bỗng dưng thu về tóm ngược lại. lưỡi kiếm của Bích Liên Y chém ra một vết thương sau lưng Chu Nhan, năm món tay của Chu Nhan đã xê ấm vào ngực hắn nửa tấc phó chủ mai hét lớn, máu bắn tung tóe, ngự mai đao chém ngược về như lạnh lẽo như trăng như tuyết, cánh tay phải của Chu Nhan đã bị một nhát đao của hắn chém rơi. Tiểu Bích, phó chủ mai chém dụng cánh tay phải của Chu Nhan, cánh tay kia rơi xuống trước ngực Bích Liên Y, hắn ôm Bích Liên Y về, trong giây lát thần thái bình thản tự nhiên trước kia đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Bích, Tiểu Bích, Tiểu Bích, Tiểu Bích. Bích Liên Y vẫn nắm chắc trường kiếm trong tay, cố nhịn xuống một ngụm máu nóng đã trào lên miệng, hạ giọng đáp. Ta không sao, bảo vệ cung chủ. Phó chủ Mai gật đầu lia lìa, vội vàng chạy đến trước mặt huyền Úc Nguyệt Đán che chắn cho hắn, Ngậm nghĩ một hồi cảm thấy không ổn, lại bế bích liên y lên giao cho thiết tĩnh, trên mặt tràn đầy kinh hoàng thất thú. Bích liên y chứng kiến tất cả, khẽ ho vài tiếng. Người này lúc bản thân chúng kịch độc thì hoàn toàn chẳng để tâm, Thấy người khác bị thương thì mặt mày mếu máu như sắp khóc vậy. Khổ khổ, làm sao đây, làm sao đây? Phó chủ mai mắt nhìn Chu Nhan gãy một cánh tay, nhưng thật ra không hề nhìn hắn. Tiểu bích ngươi đau không? Có đau không? Huyền Úc Nguyệt đán cất giọng dịu dàng, trầm tĩnh tựa như có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Hắn không sao. Thiết tĩnh cắn răng cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt, kiêm hắn nằm trong tay bích liên y, chỉ cần bích liên y không buông tay thì thanh kiếm kia giống như đang cầm chắc trong tay hắn vậy. Người của Bích Lạc Cung rút đao kiếm, đập vào nhau thành tiếng, trên mặt tràn đầy giận dữ. Chu nhàn gãy một cánh tay, chậm chậm đứng lên, hắn chẳng thèm liếc cánh tay đứt lìa của mình lấy một cái, đôi mắt cứ nhìn phó chủ mai đam đăng. Bỗng dưng hắn xoay người, phất trường bảo tím dày nặng mà đi, để lại âm hưởng vang rồi. Vết thương trên vai phải máu chảy ảo ảo như suối hắn cục mi mắt xuống, xài bước rời đi. Cho dù là cuồng lan vô hạnh đã mất một cánh tay, vẫn không ai dám ngăn cản. Đệ tử bích lạc cung tránh ra một con đường, nơi chu nhan đi qua mặt đất nhuộm màu đỏ rực. Vết máu miên man, dấu chân nhuốm máu, hắn bỏ lại sau lưng cánh tay đứt lìa và nửa thanh trường kích cắm trong góc tường. Cơn gió mùa đông thổi qua, không hiểu sao lại mang đến cho người ta cảm giác cô đơn lạ thương phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn